Tập 25. Tôi thấy tốt nhất vẫn nên mời Tiểu Hàm về. Thứ nhất, có thể lập tức giải quyết vấn đề về thiết kế của công ty, sẽ có hiệu quả ngay. Thứ hai, để phòng ngừa việc cậu ta bị công ty khác dụ đi, do vậy chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ lớn hơn. Anh thấy sao? Hiện giờ cũng chỉ có cách này. Cậu làm đi. Tan hợp. Lát nữa chúng ta đi đâu chơi? Chị cháu đâu? Chị ấy nói sẽ ra ngay. Tiên Tiên, Tiên Tiên, mau ra ăn cơm đi. Mau lên nào, mau qua đây ăn cơm. Hôm nay con sẽ cho cả nhà đi đâu chơi đây. Chị sao vậy? Sao mắt chị sưng vậy? Chị khóc à? Ngồi xuống trước đi. Tiên Tiên, cháu làm sao vậy? Hôm nay chúng ta phải dọn khỏi đây. Tại sao vậy? Con chia tay với anh ấy rồi, nên không thể sống ở đây nữa. Phải về nhà con ở thôi. Với lại xe cũng phải trả. Không sao đâu con gái, trả thì trả. Bố đi xe đó bị say xe. Đúng rồi, bố không muốn đi xe đó nữa từ lâu rồi. Không sao, đúng vậy. Cô cũng không thích căn nhà này. Cô đi tìm cái cắt móng tay mà phải chạy lên chạy xuống khắp nhà. Một ngày phải chạy đến mấy lần, chân cô sắp gãy luôn rồi. Mẹ, anh ta bắt nạt chị phải không? Có phải không chị? Nếu đúng là cậu ta bắt nạt cháu thì cháu cứ nói với chú. Chú sẽ không làm cháu thất vọng đâu. Chú sẽ đập chết hắn. Chú, không phải chú nghĩ đâu. Chỉ là bọn con khác biệt về suy nghĩ, nên không thể tiếp tục ở bên nhau. Đúng vậy. Không hợp thì thôi. Có gì mà không bỏ nhau được. Nào nào, ăn cơm đi, con gái. Không sao đâu mà. Mấy hôm nay chúng ta đã đi hết những nơi muốn đi rồi, cũng phải về nhà thôi. Chẳng qua có mấy đồng tiền thôi mà, ra vẻ đứng đắn cái gì. Cô, đừng nói anh ấy như vậy. Đừng nói nữa, nghe tôi. Chúng ta dọn dẹp đồ đạc, hôm nay sẽ về. Con gái, con xem, con đã nghỉ việc, nhà cũng trả rồi. Nếu con không muốn ở lại nơi này nữa thì theo bố mẹ về nhà. Chúng ta về nhà. Đúng đó Tiền Tiền. Thời gian này mọi người cũng làm phiền cháu nhiều rồi. Tiền Tiền, cháu đừng sợ gì cả. Bố mẹ cháu đã tính sẵn cho cháu rồi. Đúng, có cả nhà ở đây, trời không sập được đâu. Bố, mẹ, cô chú, không phải con không muốn theo mọi người quay về, nhưng con không thể quay về như thế này được. Ở đây có công việc của con, bạn bè của con. Con không thể vì một người không phù hợp mà đánh mất tất cả. Con không cam tâm. Đúng vậy rồi con gái. Nghe con nói như vậy là bố yên tâm rồi. Mau lên, mau đi làm đi. Đúng vậy con gái. Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Mau ăn uống đi. Nào, mau ăn đi. Lát lên thu dọn đồ đạc, chúng ta về. Ăn cơm đi, ăn nào. Con gái, ăn đi con. Mau lên. Xin chào. Xin chào. Nhờ cô giao hai chiếc chìa khóa này cho sếp Hậu Chí Vinh của cô. Xe thì tôi đổ ở dưới hầm gửi xe rồi. Dạ vâng. Xin hỏi cô tên gì? Cô không cần nói gì cả, cô cứ đưa cho anh ấy là được. Dạ vâng.
Chào sếp Triệu. Chào sếp Triệu. Cô làm sao vậy? Tôi muốn rút lại đơn nghỉ việc. Tôi đã quá bồng bột khi đưa ra quyết định nghỉ việc. Tôi đồng ý cho cô rút lại đơn nghỉ việc. Cảm ơn sếp Triệu. Tôi cũng tin cô nhất định sẽ tìm được một người thật lòng tốt với cô. Chuyện nghỉ phép một tháng vẫn không thay đổi. Làm người phải có trước có sau. Cô đưa cả nhà về rồi hãy đi làm. Sếp Triệu, tôi không cần nghỉ phép nữa. Cả nhà tôi đã về rồi. Tôi xin được quay về làm việc. Chỉ có ở đây tôi mới tìm thấy cảm giác thân thuộc. Chỉ có ở đây tôi mới tìm được sức mạnh trong thâm tâm mình. Báo cáo, xin được khôi phục huấn luyện. 30 phút sau bắt đầu huấn luyện đội viên định kỳ. Thế nào, huấn luyện viên Tiện, chạy bộ khởi động với tôi trước nhé. Vâng, đi thôi. Sếp Triệu, tôi còn có một yêu cầu. Cho tôi ở ký túc xá mấy ngày nhé. Sau khi tìm được nhà tôi sẽ dọn đi ngay. Này huấn luyện viên Tiện, cô lợi dụng công ty chưa đủ à? Một, không phải. Sếp Triệu, không phải, sếp Triệu. Em yêu, rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao em lại trốn đi? Tại sao em lại chặn anh? Tại sao không trả lời mail của anh? Em biết anh yêu em mà. Đừng hành hạ như vậy. Anh sắp lo lắng chết rồi. Không có em, anh sống còn ý nghĩa gì nữa? Giao tài liệu cho một ông già tóc bạc. Ám hiệu liên lạc là đánh gục lão già tôi.
Đợi đã. Ông có phải là... Ông... Chạy đi đâu, ông già? Đúng là anh thật sao? Tôi là ông của cậu đấy, thì sao? Anh giở trò gì vậy? Cậu kéo nhẹ chút không được à? Tôi nói cho cậu biết, tôi cải trang như vậy chẳng phải là để giữ thể diện cho cậu sao? Lừa tiền của bố bạn mình mà cậu bị tôi nhận ra, không thấy xấu hổ à? Được rồi, được rồi, anh lo nghĩ cho tôi đúng không? Anh ăn nói mạnh miệng thật đấy. Được, chúng ta đừng nói nhau nữa. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Được rồi, đừng nhiều lời. Đành con, cậu chạy cũng nhanh thật đó. Được rồi, tìm chỗ nào vừa ăn vừa nói chuyện đi. Khoan đã. Anh hai, tuy là tôi rất đói, nhưng tôi không muốn ăn cơm với anh. Chúng ta không cùng hội cùng thuyền. Tôi là sứ giả của chính nghĩa. Anh là nội gián, kẻ phản bội. Em trai, cậu phản bội tiểu hầu, tôi phản bội lão hầu, như nhau cả thôi, biết chưa? Không phải như nhau. Tôi không có gì với hầu tước, tôi chỉ nhắm vào lão già tồi đó thôi. Lão già tồi. Tôi muốn nghe thử rốt cuộc anh ta tồi như thế nào. Thật đó, anh nói tôi biết đi. Như vậy tôi có thể giúp cậu. Ông à, bây giờ anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Không muốn nói thì thôi. Đi thôi, ai về nhà đấy. Khoan đã. Tôi nói anh giúp tôi nhiều, đó chỉ là khách sáo với anh thôi. Khách sáo thì là khách sáo. 200 ngàn còn lại anh phải mau đưa cho tôi đó. Yên tâm, khi người ta đưa tôi tiền, tôi nhất định trả tiền cho cậu. Chỉ cần cậu muốn có tiền, làm việc nhất định sẽ đáng tin hơn. Đáng tin. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Xuất phát thôi. Đi thôi. Anh không mang túi à? Có chứ. Để tôi. Đi thôi. Xin chào. Xin chào. Xin hỏi giúp gì được cho hai người? Cô tìm sếp Hồ giúp tôi. Xin hỏi anh có hẹn trước không? Không. Vậy xin lỗi, hôm nay sếp Hồ đã kín lịch rồi. Cô nói với chị ấy có hầu tước đến tìm, chúng tôi quen nhau. Được, anh chờ một lát. Cũng phiền phức phết. Hậu tước, sếp Hồ. Quả nhiên là cậu. Đúng vậy, tôi còn tưởng trùng họ trùng tên cơ. Đâu có. Đây là Ngũ Thập Nhất, trợ lý của tôi. Chào sếp Hồ. Chào cô. Nào, ngồi đi. Lần trước gặp cậu là trước khi đi du học. Mấy năm ngắn ngủi không gặp, giờ cậu thành nhà thiết kế lớn rồi. Đâu có, sao tôi có thể là nhà thiết kế được? Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở công ty bố tôi. Bản thân cũng chưa làm dự án độc lập nào, thế nên chưa thể coi là nhà thiết kế. Khiêm tốn vậy sao? Còn khiêm tốn hơn bố cậu nữa. Dạo này chú ấy thế nào? Vẫn khỏe.
Dạo này tôi không tham gia các buổi tiệc trong ngành vì đi công tác suốt. Có một số câu tôi không biết có nên hỏi hay không. Không sao, chị hỏi đi. Công ty bố cậu là số 1, số 2 trong ngành, lớn hơn công ty nhỏ của tôi nhiều. Những công trình họ giành được đều là hàng đầu cả. Rất nhiều nhà thiết kế muốn vào cũng không được. Sao cậu lại bỏ đi vậy? Tôi chủ yếu là muốn đi ra ngoài, rèn luyện bản thân. Tuy công ty của bố tôi là công ty lớn, ai cũng nói dựa cây to, dễ hóng mát, nhưng không thấy được mặt trời, cũng không được trải qua sóng gió. Tôi muốn trải nghiệm để bản thân trưởng thành hơn. Tốt lắm, có hoài bão lớn. Phải vỗ tay cho cậu. Cảm ơn sếp Hồ. Nói đi, muốn tôi giúp gì thì cứ nói. Sếp Hồ, là thế này, tôi tự thành lập một phòng làm việc riêng, giờ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Phải rồi, tôi có một số tác phẩm và một số bài tập tôi thiết kế hồi đi học. Tất cả đều ở trong này, chị xem thử đi. Tôi để lại cho chị xem nhé. Được, có gì tôi sẽ xem kỹ lại. Lần này tôi đến là để nói chuyện với chị. Tôi đã rời khỏi công ty kiến trúc Chí Dinh, giờ tôi độc lập, làm riêng rồi. Nếu sau này chị có dự án nào muốn gọi thầu thì hãy nhớ đến tôi, cho tôi được tham gia đấu thầu. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ săn sóc con trai của Hồ Chí Dinh. Đừng, sếp Hồ, tôi sẽ cạnh tranh bằng thực lực, chỉ cho tôi cơ hội là được. Nói cậu là con trai Hồ Chí Dinh mà đã không vui rồi sao? Đâu có. Được, có chí khí. Điểm này cũng giống bố cậu. Không ngờ cậu lại nhớ đến tôi khi khởi nghiệp. Tôi nhất định sẽ để ý. Hiện giờ công ty cậu ở đâu? Có bao nhiêu người? Hiện giờ công ty tôi mượn tạm nhà của một người bạn. Tôi khởi đầu thôi mà, quy mô cũng không lớn. Hiện giờ tạm thời công ty chỉ có hai chúng tôi. Cũng khá lắm. Khá lắm. Được, tôi biết rồi. Là thế này, quy mô của công ty tôi cũng không phải là lớn, không nhận được nhiều dự án cho lắm. Đừng trông chờ vào công ty tôi. Hai người ra ngoài hỏi thăm thêm đi. Đúng, lần này tôi đến đây cũng là để thăm chị. Lát nữa tôi còn hẹn với công ty của sếp Bành. Thế thì tốt quá rồi, cậu hãy nói chuyện thêm với sếp Bành nhé. Được. Được, vậy tôi không tiễn nữa nhé. Được, được. Chị làm việc đi, vậy tôi xin phép đi trước, sếp Hồ. Được rồi. Mở miệng ra là Hồ Chí Dinh. Nếu không nói ba từ này, chị ta không còn gì để nói nữa phải không? Đây giống là mối quan hệ của bố anh, nhắc đến ông ấy cũng là chuyện thường. Khi nào tôi mới thoát khỏi hào quang của bố tôi đây? Khổ quá đi mất. Kiến trúc sư thì phải nói chuyện bằng tác phẩm. Khi chưa có tác phẩm, anh chỉ có thể là tác phẩm của bố anh. Em nói cũng có lý nhỉ. Hôm nay chúng ta gọi xe nhé, không chen xe buýt nữa. Gọi xe cái gì? Tàu điện ngầm ở ngay đằng trước kìa. Đi thôi. Vào đi. Sếp Hồ, tôi có một người bạn là thư ký của sếp Mã của công ty Chí Dinh. Tôi vừa dò hỏi cô ấy. Cô ấy nghe sếp Mã nói Hồ Chí Dinh cảm thấy Hầu Tước vô tích sự, không định giao công ty cho anh ta. Hầu Tước liền tức giận rời khỏi công ty. Cô ấy còn dặn tôi tuyệt đối không được nói với ai khác. Được, tôi biết rồi. Sếp Bành à, Hầu Tước đến chỗ anh chưa? Tình hình tôi nắm được hiện giờ hơi phức tạp. Anh phân tích giúp tôi nhé. Sếp Bành, tôi đã đến dưới sảnh rồi. Vội thế à? Lần sau cũng được, không sao, tôi không sao. Được, được.
Ông ta nói phải đi công tác. Vậy phải làm sao đây? Đã đến rồi thì lên, xem thử đi, đi thôi. Xin chào. Tôi có hẹn trước với sếp Bành. Tôi tên Hậu Tước, cô xem hộ tôi nhé. Vâng, anh đi theo tôi. Vào đi. Sếp Bành, Hậu Tước đến rồi ạ. Sếp Bành, may quá, chú chưa đi. Chẳng phải tôi đã nói là cậu liên lạc sao sao? Đúng, tại tôi sợ sau này không gặp được chú. Tôi có một phương án, tôi muốn nhanh chóng cho chú xem. Cậu đó, đúng là giống y hệt bố cậu. Thích ép người ta vào đường cùng. Đi công tác không phải mấu chốt. Mấu chốt là liên lạc sâu. Thế mà cậu cũng không hiểu à? Tôi hiểu chứ. Tôi sợ sau này chú không rảnh nên nôn nóng muốn đưa chú xem. Đúng là người liều lĩnh. Vậy đi, tôi đành nói thẳng với cậu vậy. Tôi không đi công tác, chỉ là không muốn gặp cậu thôi. Hậu Tước, để tình tôi và bố cậu từng là bạn học của nhau, tôi khuyên cậu đừng lãng phí thời gian nữa. Các công ty mà cậu quen sẽ đều không thuê cậu đâu. Thứ hai, tôi không muốn để lộ bí mật của công ty mình. Tôi nói thế, cậu hiểu rồi chứ? Dứt nó đi sẽ giải quyết được vấn đề sao? Tôi không tin tất cả công ty đều kiêng dè bố à? Kiêng dè bố tôi thì có thể coi thường tôi sao? Đây là tác phẩm của tôi, tâm huyết của tôi. Chính vì ông ấy là bố tôi, người ta chẳng thèm nhìn đã coi như rác rưởi. Có người bố như vậy có gì tốt? Có thật không bố? Vui quá. Báo ứng cuối cùng cũng đến rồi. Không, con nói đùa thôi. Con biết rồi. Tạm biệt. Sao vậy? Có chuyện gì à? Sao mà vui thế? Lâu lắm rồi mình chưa vui như vậy. Mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Hầu Tước trở mặt với bố anh ta. Anh ta bị bố đuổi ra ngoài rồi. Bây giờ anh ta không có một xu, đang đi từng công ty tìm việc làm. Đáng tiếc anh ta xin xỏ khắp nơi nhưng không ai chịu cho anh ta việc. Sao nghe xong mình thấy hả giận thế nhỉ? Đương nhiên, riêng việc anh ta thích nữ vệ sĩ đó là đủ thấy anh ta kém cỏi rồi. Đáng đời. Các chị em, bây giờ mình có một ý. Cậu nói đi, mình muốn đi xem giờ anh ta thế nào. Ý hay đó. Nghe xong ý này, mình bỗng thấy hết mệt luôn. Chúng ta đi thôi, đi. Hoàn toàn đồng ý. Gọi thêm vài người nữa. Đi thôi, được. Mình muốn nhìn bộ dạng sa sút của anh ta. Cậu dán kiểu gì vậy? Cậu tự nhìn đi, y như chó gặm vậy. Đây mà làm chuyên nghiệp à? Ông chủ, anh tiếc tiền không ra tiệm dán. Anh bảo tôi dán, làm sao tôi dán đẹp được? Tiếc gì chứ, được rồi. Vậy tiền dán trừ vào lương tháng này của cậu nhé. Tôi dán là được chứ gì. Càng ngày càng lương lẹo. Cậu học anh Thiên phải không? Cậu để lộ cái hiểu đó ra. Hải Tinh mua xe mới à?
Xe đời cũ. Tôi thấy ít nhất cũng phải qua 8 người dùng rồi. Hải Tinh toàn thích bài vẽ, dán xe qua lá lòe lòe. Anh xem ai đến này. Tôi biết rồi. Cô ta mới nhắn tin cho tôi. Nhiệt liệt chào đón. Xin chào, chào mừng quý khách. Xin hỏi anh chị đi mấy người? Hầu tước có ở đây không? Ở đây này. Mấy người đẹp tìm hầu tước có chuyện gì? Dẫn tôi đi gặp anh ta. Mời đi bên này. Cẩn thận. Nơi gì vậy? Tồi tàn quá đi mất. Đúng là thấp kém thật. Từ từ, cẩn thận. Hầu tử, mau đến đây. Ai thế này? Vào đây xem đi. Lâu rồi không gặp. Vào ngồi đi. Vào đi. Nào. Đây là mùi gì vậy? Sao có mùi mốc vậy nhỉ? Đúng rồi, mùi mốc. Đâu có, toàn nói dớ dẫn. Mời mọi người ngồi tự nhiên nhé. Anh ngủ trên cái giường này sao? Nó còn không dài bằng người anh. Đủ cho anh ngủ không vậy? Bình thường tôi coi người khi ngủ. Ôi trời ạ. Tôi nói này, não anh uống nước hay nghĩ không thông vậy? Sống yên lành thì không chịu, mà lại ở đây trải nghiệm cuộc sống. Tôi muốn làm cuộc đời thêm phong phú. Đơn sơ thật đấy. Đơn sơ sao? Tôi tự trang trí đó. Tôi thấy cũng ổn mà. Được, anh thích là được. Là người thì phải biết đủ. Hôm nay tôi đến không phải để mỉa mai, mà để giới thiệu mấy người bạn. Coco, Lily, anh đã gặp rồi. Ba người này là nhân vật quan trọng. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh. Định nói móc quan hệ cho anh. Đây là ba thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Phi Tường. Đại Phi, Nhị Phi, Tam Phi. Chào anh, chào anh. Chào. Chào nhé. Tôi giúp anh lúc khó khăn đó. Anh có cảm động không? Vô cùng cảm động. Cô đã mất công đến tận đây à? Dù gì chúng ta cũng có tình nghĩa đậm sâu, đúng không? Quên nói với mọi người. Tôi ấy à, suýt thì trở thành bạn gái của hầu đại công tử. Không phải chứ. Nếu lúc đó tôi mà mù quáng, thì bây giờ đây sẽ là giường của tôi. Ngày nào cũng phải ăn cơm ở quán dưới nhà. Đúng, lúc đó cũng may Trần đại tiểu thư tỉnh ngộ kịp thời, mới không rơi vào móng vuốt của tôi. Đâu có, cũng nhờ ơn hầu đại công tử không cưới tôi. Tôi rất biết ơn. Dán kìa. Ở đâu, ở đâu? Có dán, có dán. Đi đi, mau lên, mau. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Đi thôi. Không ngồi chơi thêm lúc nữa à? Anh tự ở đó đi. Chỗ quỷ gì không biết. Đây. Sao lại ngồi sập giường của tôi chứ? Đúng là chẳng ra sao. Thank you.
Thật không ngờ đó. Không ngờ cái gì? Anh đó. Không ngờ anh lại có can đảm để cô ta đến. Tôi muốn thử xem tôi chịu đựng áp lực đến đâu. Kết quả thế nào? Kết quả chẳng ra sao cả. Với cuộc sống hiện giờ của họ, nếu tôi muốn sống như vậy, một mình tôi cố gắng cả đời cũng không đủ. Đó chính là cuộc sống trước kia của anh mà. Chỉ cần anh muốn quay về, lúc nào cũng được thôi. Tôi không muốn quay về. Tôi cũng không quay về được nữa. Bây giờ tôi đã bước vào một góc chết. Không biết nên làm sao để em hiểu tâm trạng của tôi. Trước sau đều là đường, nhưng tôi không đi được đường nào cả. Có ở công ty không? Giúp mình một việc. Sếp Mã, sếp Hầu không ở đó. Đi đâu rồi? Sếp Hầu ở trên sân thượng. Sếp Hầu, Tiểu Hàm trả lời rồi. Cậu ta không muốn quay về. Cậu ta muốn đi du lịch. Chờ cậu ta hai ngày không ngờ lại trả lời như vậy. Đúng vậy. Thứ gì không biết. Gọi điện nói với cậu ta, chỉ cần cậu ta chịu quay về, sau này cậu ta đi du lịch, công ty sẽ chi trả. Không phải, hôm nay cậu ta bay. Tôi không cần biết hôm nay hay hôm nào. Cậu phải tìm cậu ta về cho tôi. Không được để cậu ta đi. Sếp Hầu, xin lỗi, tôi thật sự làm không được. Cậu ta không nghe lời tôi. Tôi hiểu rồi. Tôi gọi điện cho cậu. Cậu ta bắt đầu lên mặt rồi. Alo, Chủ tịch Hầu à. Alo, Tiểu Hàm. Tôi là Hầu Chí Vinh đây. Mã Dũng nói cậu ta gọi điện cho cậu rồi phải không? Chuyện lần trước làm mất phương án, tôi đang đà tức giận nên trách nhầm cậu. Cậu tuyệt đối không được để bụng nha. Hầu Chí Vinh tôi giờ trịnh trọng xin lỗi cậu, đồng thời chân thành hy vọng cậu có thể quay về. Có được không? Chủ tịch Hầu, ông nặng lời rồi. Xin lỗi thì không cần thiết. Thực ra lần đó tôi cũng quá nóng nảy. Tôi còn định hôm nào đi xin lỗi ông. Tiểu Hàm, cậu cũng biết, với khách sạn Regis, với những người làm thiết kế, là dự án lớn cấp quốc tế ngàn năm khó gặp. Nhiều người có khi cả đời còn không gặp được một lần. Có thể hoàn thành dự án này với cậu, với tôi và công ty đều có ý nghĩa rất quan trọng. Có hiểu không? Còn nữa, có lẽ cậu cũng đã nghe nói Hầu Tước đã rời khỏi công ty. Sự ra đi của nó hoàn toàn khác với cậu. Nó đi thì đi đi. Tuy nó là con trai ruột của tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không gọi nó để khuyên nó quay về. Cậu thì khác. Cậu là người ưu tú, có lý tưởng, có hoài bão, có lòng trách nhiệm, có tài năng và cực kỳ tiềm năng. Trong mắt tôi, cậu hệt như thỏi vàng tỏa sáng lấp lánh. Tuy Hầu Chí Vinh tôi thường không khen ngợi người khác, nhưng vị trí của cậu trong lòng tôi tuyệt đối không thể thay thế. Hiểu không, Tiểu Hàm? Thế nên tôi hy vọng cậu làm việc có thể có trước có sau. Hiện nay áp lực công ty rất lớn, áp lực của tôi cũng rất lớn. Chúng tôi đều cần cậu. À, Chủ tịch Hầu, cảm ơn sự tin tưởng của ông. Nhưng Tiểu Hàm, đừng nhân gì nữa, đừng do dự nữa. Sự việc sắp thành tuyệt đối không được để công khốc. Cậu thấy sao, Tiểu Hàm? Toàn thể nhân viên công ty đều mong cậu quay trở về. Tôi chờ cậu ở công ty. Cứ như thế đi nha.
Không phải chủ tịch Hầu. Alo. Cậu ta nhất định sẽ quay về. Thập Nhất. Thập Nhất. Đi thôi, đi nào. Đi đâu chứ? Em đúng là giỏi quá. Xe mô tô phải không? Chú ý đi, gì thế? Ướt hết người rồi đây này. Xin lỗi. Nếu anh biết lái thì tốt. Được chứ, nào thử đi. Được không? Nào. Có hơi cao đó. Tôi đỡ anh. Từ từ thôi. Cảm giác này đúng là khác. Chắc là... Anh làm gì vậy? Xe này nặng thế nào anh biết không? Đè lên chân thì phải làm sao? Cũng may có em. Chiếc xe này cho họ là đúng uổng. Cho anh thì không uổng à? Cho anh... Ngầu không? Cảm ơn. Xe này được đấy. Xe mô tô với tôi. Thế nào? Cặp với cậu bình thường lắm. Chẳng phải muốn ra ngoài hóng gió sao? Cái này thích hợp nhất rồi. Đây. Cầm lấy. Có ý gì đây? Dẫn anh đi hóng gió. Dẫn cậu đi hóng gió đó. Xuống đây đi. Lên xe đi. Đi vui nhé. Chúng ta vào trong ăn gì đi. Tôi không ăn. Chú ý an toàn. Em đừng đứng đây nữa. Chú ý an toàn nhé. Nhớ ôm eo vào. Lái từ từ nhé. Nặng lắm. Đội mũ bảo hiểm đi. Xuống theo trật tự nhé. Nào, chúng ta đến rồi. Mang theo đồ vật cá nhân, đừng bỏ quên trên xe nhé. Nào. Nào xếp hàng. Lấy xong xếp hàng nhé. Nào, chị xuống trước để tôi lấy. Được. Nào mọi người, mang theo đồ cá nhân của mình. Đừng quên nhé, kiểm tra xem quên gì không. Chúng ta vào lối lên máy bay, tại cổng khởi hành. Nào. Này, người anh em. Mọi người đi theo nhé. Phía sau đừng để tụt lại. Gì vậy? Cho cậu đó. Cho tôi à? Cậu cầm đi. Cảm ơn. Mọi người đi theo nhé. Cơm chiên hải tinh tình yêu mà anh chính tay làm cho em. Ăn thử đi. Chính tay anh làm sao? Đáng yêu quá đi mất. Còn có mặt cười. Cái này họ chưa thấy đâu. Làm riêng đó. Thơm quá. Nếm thử đi. Cũng được chứ. Ngon quá đi. Sau này nếu em muốn ăn, em đến lúc nào cũng được. Muốn ăn gì anh nấu cho em. Em cứ xem ở đây như nhà mình. Bao nhiêu tiền tôi trả cho anh. Em đừng nói chuyện đó với anh. Nói thế tổn thương tình cảm. Tôi không nỡ phá nó luôn. Không sao. Hay em ăn kèm với tỏi đi. Cơm chiên của anh ăn kèm với tỏi là thiên hạ vô địch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.